Chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay giới thiệu anh em một cái mặt hàng mà rất là lâu rồi mình cũng không có quay cho anh em coi nữa. Thì nhiều anh em nhắn tin hỏi mình là không biết có còn bán cái này không. Tại vì thì đây là một cái trái đào của Rim Thái ha anh em ha. Đó thì cái này thì thực ra là vẫn có anh em đặt hàng của mình ha. Cứ một tuần thì mình gửi khoảng được 20 miếng. Đấy. Thì có những anh em thì không biết, thì thông thấy mình lên clip giới thiệu cái này thì tưởng mình nghỉ bán cái này rồi. Nhưng mà có nhiều anh em vẫn coi clip cũ thì vẫn biết là mình còn bán ha. Đó thì cái một miếng này là một miếng quả đào, miếng đào gọi là miếng quả đào gắn bẩn của Rim Thái anh em ha. Đấy thì cái miếng này á là nó là một miếng nó 100 ngàn anh em. Thì một miếng này nó có đầy đủ cho anh em mấy cái ngàm ở sau để chúng ta có thể bắt được vào trong cái bẩn luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em quay cho anh em xem cái chất lượng của nó như thế nào để anh em chúng ta có thể hình dung rõ hơn. Anh em có cần thì anh em có thể liên hệ với Đạt để mua ha. Một miếng này thì giá của nó là 100 ngàn một miếng thôi anh em, rất là ok. Xé ra cho anh em xem nha. Rồi anh em mình xé ra rồi đây, giờ mình sẽ bỏ ra ngoài cho anh em xem cái chất lượng của nó ha. Rất là đẹp đây. Đó, rất là đẹp ha. Miếng này chất lượng rất là tốt nè anh em. Đó. Thì có một miếng như vậy, còn ba thêm ba cái cạnh nhỏ này nữa đây. Đây. Cái miếng này nó để chúng ta có thể gài vô phía sau này ha. À, anh em thì gài vô ba cái ngàm sau này. Đó. Cái này anh em mà chúng ta mua gắn được cái miếng bận của Rim Thái rất là ok nha. Thì mình sẽ cầm ra sau mình cho anh em coi cái miếng bận của Rim Thái như nào ha. Đây anh em, đây là con Super ha. Super thì nó sẽ không có cái logo này nha anh em nha. Anh em lưu ý ha, Super nó không có logo này, chỉ có Rim Thái mới có thôi nha anh em nha. Giờ cầm nha cho anh em có cái bận của Rim Thái thì nó sẽ có ha. Đây anh em, thì đây là cái miếng bận của Rim Thái ha. Đây là một cái bận của Rim Thái. Cái bận này thì con quả đào luôn. Đó. Tuy là quả đào này nó hơi cũ theo thời gian này ha. Đây, và mình sẽ so sánh cái miếng này cho anh em xem. Thì hai miếng này nó rất là giống nhau luôn nha anh em. Nó giống nhau gần như là 100% luôn. Chỉ có điều là cái này thì nó lâu ngày nó bạc màu thành màu xanh này thôi. Còn lúc đầu nó sẽ xanh đậm như vậy ha. Đó nha anh em nha. Đó, anh em thấy cái chất lượng của nó rất là ok nha. Thì anh em nào chúng ta thích thì anh em có thể mua liên hệ với Đạt ha. Cái này nó hơi cũ rồi này. Hơi xét rồi. Phai màu hết rồi này. Anh em thấy cái này giống này nó hơi phai màu rồi ha. Đây, cái này thì rất là ok. Thì 100 ngàn một miếng. Những anh em nào chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ với mình nha. Đó, 100 ngàn một miếng như vậy. Rất là chất lượng rất là tốt luôn. Đó, anh em chúng ta mua về gắn vô xe mình này, cực kỳ đẹp. Đó, nó thay thế cho những cái miếng nó đã cũ như vậy rồi. Cái này nó cũ rồi anh em. Cũ rồi. Đó, rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. 100 ngàn một miếng. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Rồi, shop phụ tùng Trần Đạt, chuyên cung cấp các loại phụ tùng, zin heo xe, rim quay phụ trợ. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nha.